Đó, bún vào đây uống nước. Yến ơi vào. Nào, bún. Bên này em đi. Dạng chân ra. Mẹ, tao vừa nghe tiếng người ta nói là đồng hồ thông minh. Ra chân đi. Nhưng mà nó không có 77 để gái xuống châu. Dạng chân ra nhá. Dạng chân ra. Bà chị lại em chút nữa cho chị uống nước. À, cho bún nghỉ xuống nước đi. Xuống nước đi cái đã, xong lại đạp. Đào Uyên uống đi.